Đích! Đích! Vì Hải đang ngồi ở trên suối cạn để cảnh giới, bỗng thấy thằng Pol Pot đang đi về hướng suối. Vội la lên và tuột nhanh xuống. Không ngờ cái bình tông nước đang đeo chạm vào đá, vang lên tiếng. Pol Pot nghe thấy phát hiện ra quần ta đang ở suối. Thế là nó bắn AK B40 vào đội hình. Đạn bay vèo vèo ở trên đầu. Chắc có lẽ địch cũng hoảng nên nó bắn B40 nổ ở đâu xa lắm. Tất cả anh em vội chạy tới mé suối và bắn trả lại. Tiếng đạn nổ làm cho nó giật mình, hết hồn, lật đật nằm xuống. Định thần lại, tìm thu, không thấy thu đâu cả. Nó vội chạy tới mép miệng suối và đưa AK lên hướng về tiếng bắn của bọn Pol Pot rồi xiết cò. Những viên đạn nó bắn chắc đã bay vào cõi hư vô vì nó không thấy địch đâu cả. Lúc này cũng không ai biết là địch có đông không. Anh em đều bắn ao ạt vào nơi có tiếng súng địch. AK-40 nổ rền vang cả một khu rừng. Anh Phượng đại đội la lên. B1 vòng sang phải, B2 vòng sang trái, B3 tấn công. Y như lúc học chiến thuật, tấn công, toàn bộ lính ta la lên. Nhưng ngó quanh nó cũng không thấy ai xung phong lên. Vẫn ở trong suối cạn mà bắn, Chiến trường đang nảy lửa, súng đạn nổ như pháo đêm giao thừa. Khoảng chừng 7 phút, tính từ lúc nổ súng, thì anh Phượng la lên. Rút! Ôi! Cả đoàn quân đang bắn nhau với khoảng công. vội vàng chạy theo danh trình sát. Chạy toán loạn, mạnh ai người đấy chạy. Phía sau lưng, nó vẫn bắn AK. Đạn bay ở trên đầu, vèo vèo, nghe phát kiếp. Mọi người càng chạy dữ hơn. Chạy trường 1,5 km thì không còn tiếng súng bắn nữa lúc này mới dừng lại và thở tập trung quân số lại thì thấy thiếu giang đồng hương và hai anh ở b ba lúc còn đang bắn nhau thì giang bị miếng đạn hay là vỏ cây trúng đầu máu chảy đầy mặt rồi được y tá băng lại cho tới khi rút quân thì mạnh ai nấy chạy nên không có để ý tới thằng giang còn danh trinh sát cũng bị một miếng bê ngay ở chân bị thương nhẹ không sao vẫn còn chạy dẫn đường được anh phượng xê phó lo lắng vì đây là lần đầu tiên anh đi tác chiến với cương vị chỉ huy kể từ khi đi học sĩ quan về dẫn lính về cách tiểu đoàn chừng ba km dừng lại và điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình tiểu đoàn không cho về bắt buộc phải quay lại trận địa để tìm cho ra mấy anh em đang bị lạc lúc này trời đã sắp tối nên anh Vượng nói Thôi nằm lại đây Mai đi tìm Tôi buồn và lo lắng cho thằng bạn Không biết nó ra sao Đêm hôm đó Khoảng 12 giờ Thì tiểu đoàn điện Báo là túp lính đi đạp Đã về tới đơn vị rồi Đầy đủ cả Ngày mai cho anh em về Tôi mừng quá Về tới xe thì đã quá trưa Mọi người vội vàng đi tắm Xong cơm nước cho no nê để chuẩn bị tinh thần mà nghe. Toàn xe tập trung ở hội trường, ngồi chờ tiểu đoàn xuống rút kinh nghiệm trong trận chiến vừa rồi. Đầu tiên là anh Phượng, bị rủa một trận te tua, vì địch không đông, quân ta lại có lợi thế. Trong chiến đấu, vậy mà lại phải chạy. Rồi còn để lính đi lạc nữa. Sau đó tới A cối của nó, không phát huy được hỏa lực mạnh, không bắn được quả cối nào. Đồng chí Thu đã bỏ chạy. Còn các B thì lộ đội hình, không sung phong khi nghe lệnh của chỉ huy. Sau cùng, anh Tý tiểu đoàn trưởng nói sẽ cho đi tiếp vì không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may là tiểu đoàn chỉ hù dọa thôi. Tan họp, trở về A Cối, tôi thấy mệt mỏi, lên giường nằm nghỉ. Thì em nói, ta biết thế nào đợt này, đi cũng có chuyện mà. Vì trước khi đi, mày đã thổi nòng súng như vậy đây là lần thứ hai tôi đi tác chiến và bị chạy. Mùa khô là một hoạt động của mình nên cả đơn vị vì phải đi tác chiến liên tục cứ thằng này đi xong là tới thằng khác đi. Thay nhau mà đi tác chiến nó đã đi thêm mấy lần nữa nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hôm đó tiểu đoàn điện xuống xe 9 để chuẩn bị cùng tiểu đoàn lên sư đoàn phối hợp cùng K2 đi tác chiến. Vậy là chuẩn bị đánh lớn nên mới đi hai tiểu đoàn Lần này tới phiên tôi đi Nhưng A cối Không đem theo cối Mà chỉ mang AK Thôi khỏe thế Là chuẩn bị cái gùi Ở Giờ Rai An Tiếc này Có rất nhiều dây mây rừng Và che lỗ ô Anh em lấy dây mây bện lại thành cái gùi Để thế ba lô đi tác chiến Rất tiện lợi Vì đựng được rất nhiều thứ và chắc chắn hơn cái ba lô. Rồi còn những ống tre thì chặt khoảng chừng 4 tấc, rùi lỗ xuyên qua mắt tre, rồi đổ nước vào. Ống tre này chứa được khoảng 5 lít nước. Nó để vào gùi bốn ống tre trước. Hai trái B40 mang phụ cho B300 viên đạn. Gạo sấy lương khô để gọn cả ở trong gùi, đeo lên vai thử. Chà, hơi nặng, chắc cũng cỡ khoảng 30 cân. Nhưng không sao, vì lúc này nó đã quen mang vác nặng, không còn ẻo uột như lúc mới vào. C9 lên tiểu đoàn thì thấy có cả C10 và C11 nữa, rồi thêm lính của tiểu đoàn bộ, tổng cộng chừng 35 lính. Tiểu đoàn thông báo là đi chung với tiểu đoàn 2, do tiểu đoàn 2 phụ trách chung. Toàn quân K3 hành quân lên tà cô Bước chân tới sân bóng trung đoàn thì ai nấy đều mệt vì đã đi một hơi 7 km không nghỉ. Chờ K2 đến. Khi K2 đến tập trung lại với K3 thì khác hẳn. Lính K2 thì ăn mặc chỉnh tề, nón dày, quần áo đúng như bộ đội, tóc tai gọn gàng. Trong khi đó lính K3, tôi thì lôi thôi lộn thuộm, toàn là tóc dài phủ gáy, quần áo bận đủ loại. Ai có áo lính ca hoặc quần thì cứ mặc, có quần tây cũng mặc luôn. Còn nón thì toàn bộ là đội nón của lính ca. Vì lúc ở Pai Linh, ai cũng xin được cái nón của lính bạn. Đã vậy, còn đeo thêm cái khăn cả ma ở trên cổ nữa. Nói chung, sắc phục hoàn toàn không giống chút nào là chú bộ đội. Rồi còn đeo trên lưng cái gùi, chứ không phải là ba lô như của ca hai. Nên tôi ngó đi ngó lại, lính ca ba giống như tụi phỉ, như lời của trung đoàn nói. Vậy là hai tiểu đoàn lên đường tác chiến, phục địch với 70 tay súng. Lần đi tác chiến này, vẫn là tìm đường mòn để phục. Tuy đi với đội hình hai tiểu đoàn, nhưng vẫn không có hỏa lực mạnh. Chủ yếu là B-40, cối 60 và RBD. Cả đoàn quân luồn sâu ở trong rừng, lung sục tìm lấy đường mòn. Đi suốt ngày chỉ nghỉ khoảng 30 phút để ăn trưa Xong là lên đường đi tiếp Cho tới gần tối Tới cạnh một con suối nhỏ Thì tiểu đoàn 2 mới lệnh là nghỉ tại đây Chia đội quân ra cảnh giới các hướng Nó được nằm gần sát con suối Con suối này vẫn có nước chảy Nên cũng đỡ Anh em được chi viện về nước Tuy rằng trong rừng vào ban đêm không thấy gì Nhưng vẫn chia ca gác Khi đi tác chiến phục địch nếu gặp ở đường mòn để phục thì lúc ban đêm anh em được nằm nghỉ gần nhau cách chừng 2 mét giải dài, dài ra nên khi gác thì ai ở đâu gác chỗ đó đêm trong rừng thật yên tĩnh tôi ngồi ôm cây súng ngồi gác chợt nhớ tới câu thơ mà lúc ở quân trường huấn luyện được nghe và cảm thấy bài thơ đó có cái giống như tâm trạng của tôi lúc này một mình một võng một mái tăng đêm khuya thăm thẳm chẳng ánh trăng bên dòng suối nhỏ lách tách chảy ôi nhớ làm sao cảnh quê nhà đã qua hai ngày rồi vẫn chưa có gì tới ngày thứ ba thì trinh sát phát hiện một con đường mòn của địch chuẩn bị phục lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống từng người cả hai dàn quân ra đường mòn để gài mìn phục cùng với một số anh em lính K3. Nó và số anh em còn lại 10 người thì năm cảnh giới ở con đường của lính ta đã đi qua. 70 người đi thì sẽ tạo một con đường mòn rất to. Nó chọn được một cây bằng lang to và ngồi đó để cảnh giới. Nhìn ra khu rừng trước mặt, tay ông khẩu súng AK, đạn đã lên nòng. Cảnh vật im lìm, chỉ có mấy con chẳng nhen là tung tăng từ cây này sang cành cây khác để gậm nhấm những trái nho rừng. Lâu lâu có tiếng tót của con mang vang lên, chen lẫn với tiếng gõ cốc cốc của chim gõ kiến, nghe cũng vui lỗ tai. Đang nghe bản hòa tấu giữa rừng, thì bỗng tôi nghe những tiếng sột soạt và răng rắc ở khu rừng trước mặt, giống như là tiếng chân của tú rừng đang dẫm lên cây vậy. Tôi nằm xuống, rồi ngó qua bên các đồng đội cũng đang nằm vì họ cũng nghe như tôi. Đoàn! Một loạt tiếng súng AK từ trong khu rừng phía trước mặt tôi bắn ra. Bốt! Bốt kia! Tôi mở khóa súng và xiết cò. Lúc này nơi lính ta đang phục cũng cho nổ những quả mìn. Tiếng nổ vang lên cộng với tiếng đạn của B cối 60 làm rung chuyển cả khu rừng. Cây lá gãy khói bụi bốc lên một trận đánh đang diễn ra nhưng không ai thấy địch chỉ biết là ở trong khu rừng có địch không biết địch đông hay không lần này thì tôi đã quen dần với tiếng đạn nên không còn run như lúc trước tôi đưa súng hướng về khu rừng trước mặt rồi bắn vẫn như lần trước tôi vẫn không thấy địch lắp đến bằng đạn thứ ba vào thì có tiếng gọi từ sau lưng nghe rất đỗi quen thuộc đối với tôi rút tôi vội vàng đeo gùi vào và chạy theo anh em trong lúc này thì không có tiếng súng của ta nữa mà cả tiếng súng địch tôi cũng không nghe thấy tôi chỉ biết chạy theo đoàn quân đang vội vã rút khỏi trận địa vẫn cứ chạy mặc dù không ai đuổi thế là lần thứ ba tôi đi tác chiến đụng pol pot và bị chạy ngẫm nghĩ lại các lần tác chiến này tôi hơi đau vì quân ta cũng đông súng đạn nhiều mà vẫn phải bỏ chạy. Popot phát hiện ra đường mòn của ta đã đi và đã bám theo. Không ngờ đụng vào tốp lính của tôi đang ngồi cảnh giới nên địch mới bắn liền một loạt AK và bỏ chạy. Khi nghe em tôi bắn trả, lúc này toàn lính ta đang phục, nghe tiếng bắn, liền vội giật mình cho nổ. Thế là dây chuyền cứ bắn, và cứ bắn vào khoảng không, rồi chạy. Đã bước sang tháng 12 năm 1984, lúc này có thông tin về chiến dịch K5 của mặt trận. Toàn tiểu đoàn phải đi tác chiến liên tục. Ngày đó, tiểu đoàn 3 được lệnh của trung đoàn là phải đóng chốt tại đồi 196, một điểm cao gần nơi hoạt động của Pol Pot. Mấy ngày này, cả đơn vị đều chuẩn bị đầy đủ súng đạn tư trang để chờ lệnh là lên đường. C9 đi gần hết quân số chỉ để lại C-10 người để coi doanh trại, giữ đổ. C-10 và C-11 cũng vậy. Ngày lên đường thật đông vui và khí thế vì có cả bê hỏa lực của tiểu đoàn. Cối 82 DKZ, lâu lắm rồi, các anh em hỏa lực tiểu đoàn mới được đi, giống như là đi tác chiến. Anh em vui lắm, cười đùa hí hửng. Đoàn quân lên đường, từng người một đi theo dấu chân của trinh sát vẫn đội hình cách nhau 15 mét, nên đoàn quân rất dài. Buổi sáng sương mù quá nhiều, nên khi đi qua đám rừng trồi, đầy cỏ bông. Cây cỏ bông này giống y như là cây nhang, cỡ bự, cỡ ngón chân cái, cao ngang ngực. Quần áo ai nấy đều ướt đẫm, vì sương như là lội suối. Anh em vừa đi, vừa run vì lạnh. Đi mãi cho tới trưa, mới thấy được ngọn đồi 196 nghỉ lại ăn cơm, rồi lại đi tiếp khoảng 2 tiếng nữa mới tới được chân đồi. Lúc này tốc độ đi đã chậm lại, vì trinh sát phải tìm đường để đi lên. Cực khổ vô cùng đối với trinh sát. Bỗng âm, một tiếng nổ vang lên, mọi người đều dừng lại. Đạp mìn rồi, y tá chạy lên. 10 phút sau, tôi mới biết là trinh sát đi vướng phải mìn KP2 của địch cài. Một người lính trinh sát quê ở Hà Sơn Bình, hy sinh tại chỗ, và thằng Hùng đồng hương với tôi, hưởng sái một mảnh ở tay. T là tiểu đoàn lệnh, cho sáu anh lính C9 của tôi, cáng thương tử về bệnh xá của trung đoàn. Vậy là chưa tới ngọn đồi, ta đã mất đi hai tay súng. Trinh sát khác phải lên thay, tiếp tục mở đường lên đồi, nhưng lần này đi rất cẩn thận và cảnh giác. Mọi người lính từng bước dò dẫm. Bước chân của người đi trước, không dám đi lệch bước chân. Khi tôi đi lên hơn nửa đồi, thì người đầu tiên đã tới đỉnh rồi. Tôi đi chậm chạp, quan sát dấu chân của người đi phía trước. Âm! Lại một tiếng nổ ở phía trên đỉnh đồi. Vậy là vì đạp mình nữa. Rồi tin tức truyền xuống, long A trưởng của B2 C9 của tôi bị cụt một chân vì mìn 652A đúng là số, vì Long là người thứ 30 đấy. Cũng tại chỗ đó, mọi người đi trước, không sao, tới Long thì bị. Trời lúc này đã sang chiều, nên y tá Caro vết thương và trích cho Long một mũi thuốc để nằm ở trên đồi, chờ sáng mai mới cáng về ta cô. Trên đỉnh đồi, địch đã cài rất nhiều mìn. Khi tôi lên tới đỉnh, thì anh em đã gỡ được mười mấy trái 652A rồi toàn là mìn mới cứng thì gia địch phát hiện ra quân ta sẽ lên đồi nên mới cải mìn từng tấc đất được những bàn tay bới lên dò dẫm cho tới khi trời tối hẳn không còn thấy gì nữa thì mọi người gỡ thêm bảy tám quả nữa tôi rất sợ nên dò gỡ thật kỹ ở xung quanh chỗ tôi ngồi sau khi ổn định đội hình mọi người mới lấy gạo sấy ra ăn đêm xuống trời đầy sao và có ánh trăng sáng mờ. Tôi ngồi trên một đồi cao, ngó ra xung quanh, thấy phong cảnh thật buồn vì tiếng rên đau đớn của Long. Chắc là Long đau lắm và buồn vì đã mất một chân. Tôi nghĩ, đến những cảnh từ chiều tới giờ, mắt tôi cảm thấy cay cay. Đêm hôm đó, tôi và thằng em nằm cạnh nhau. Thằng em chắc cũng sợ cảnh tương tự đã xảy ra như tôi. Tôi thấy nó nằm chấp tay lên ngực và cái gì đó lầm bầm trong miệng rất lâu. Còn tôi thì nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Ôi, cái cuộc đời, ai cũng có phần số cả. Sáng sớm, tôi lấy gạo sấy ra chuẩn bị pha. Thì ầm lại một tiếng mìn nổ to. Cách đó 7 mét, một cục khói bốc lên. Anh trợ lý tác chiến của tiểu đoàn lại đạp trúng quả mìn 65A, bay mất một cúc chân và anh tý tiểu đoàn phó hưởng sái cái khói và đá làm nắm đen cả khuôn mặt thì ra từ tối đến giờ anh đã nằm trên khỏa mìn sáng ngồi dậy và đứng lên thì mìn mới phát nổ cả khu vực của tiểu đoàn là nơi được lính ta dò mìn kỹ nhất vậy mà vẫn bị tê là năm người đã bị loại khỏi vòng chiến thằng em a cối tôi xung phong đi cáng thương về e A à, cuối giờ chỉ còn hai người, tôi và Điều. Cuộc sống bắt đầu căng thẳng. chiều hôm đó, tiểu đoàn cho một bộ phận trinh sát và bộ binh xuống đồi, tìm ra, đi ra suối để lấy nước. Chừng một tiếng sau, lại có một tiếng nộ ở hướng suối vang lên, và rồi ba tiếng AK bắn kêu. Lại bị nữa, và tin được báo là lại có một đồng chí của C-11 lấy nước đạp phải miền bị cụt chân đây là người thứ sáu rồi. Lần này tới phiên tôi đi cáng thương. Tôi cùng hai người nữa xuống đồi, đem theo một cái võng. Không vì mệt bằng cáng thương, cứ đi như chạy. Hễ ai mệt thì thay nhau. Vậy mà phải mất ba tiếng mới tới được trạm xá trung đoàn. Giao thương xong, tụi tôi quay trở về đơn vị ở Srei An Tiếc. Về đến nơi cũng đã chiều rồi. Đi tắm rửa xong Tôi không thấy thằng em ở đâu cả. Tôi hỏi Thu. Thằng em đâu Thu? Thằng em đi cáng thương về tới, liền bị sốt. Tôi kêu đi thay cho. Nhưng anh sĩ, xe trưởng mới đi phép vào. Bảo thằng em sốt cũng phải lên đồi. Vì anh biết nó giả bộ sốt, đã đi lên đồi với anh sĩ rồi. Ở lại đơn vị sau một đêm, sáng sớm tôi cùng với mấy anh em hôm qua Cáng thương trở lên đồi. Đi chưa tới chân đồi, bọn tôi nghe những tiếng đạn cối nổ ở trên đồi. Tôi thầm nghĩ, lại có chuyện nữa rồi. Quả vậy, khi vừa lên tới nơi, biết là bọn bôn bốt đã bắn lên trên đồi. Cũng may, là không quả cối 82 nào trúng địch cả. Nếu trúng ngay, thì cũng không biết thiệt hại ra sao. Vì trên đồi này, quân ta mới lên, đâu có đào hầm mà nấp. Đêm đó, lính ta chia nhau, dài ra khắp quả đồi. Tới khoảng nửa đêm thì mọi người được đánh thức dậy hết vì lính gác của B2 phát hiện có tiếng địch đang mò lên đồi. Báo cáo dê, anh lường dê phó có biệt danh là rùa lật ngửa, ra lệnh Đừng bắn, lấy đá ném xuống. Tê là lính ta lượm đá lớn nhỏ, đủ loại, ao ạt mà ném xuống, nơi khả nghi là địch bám. Chắc bồn bốt cũng bái phục ta, vì ta đã chơi chiến thuật lấy đá ném, không tốn một viên đạn. Sáu hôm sau, anh sĩ C9, lúc này là quyền dê phó, thay cho anh Tý bị nhắm mặt vì mìn 652A đã về. Lệnh với anh Mai, giờ là xe trưởng C9 qua đóng quân ở đồi bên kia. Mọi người trong C9 tôi mừng lắm vì được thoát ra khỏi quả đồi nguy hiểm này. C9 tôi hành quân xuống đồi để sang đồi đối diện. Đi gần một tiếng thì có tiếng nổ vang lên ở đỉnh 196. Đạn vẫn nổ liên tục, có trái bay ngang đầu đoàn quân của tôi đang đi. Tiếng đạn nghe e e ở trên đầu, thật ghê sợ. Rồi rớt xuống khu rừng. Lúc này tôi đã cảm thấy run. Đi tới chân đồi thì lần này có kinh nghiệm nên chính xác rất kỹ trong cách tìm đường lên đồi. c chín tôi đã lên đồi một cách chậm chạp. Cũng may là đồi này không có quả mìn nào khi lên đến đỉnh, thì anh Mai lệnh cho mọi người đi cuối đội hình, còn dưới chân đồi, đốt đám cỏ khô rừng trồi mà đơn vị đã đi qua. Đây cũng là một chiến thuật. Chia nhau ra khắp ngọn đồi để ở. Ở đồi này không có cây lớn, chỉ toàn đá và đá. Anh em tranh thủ ôm đá chất lại để làm nơi tránh đạn. Yên ổn rồi, không có gì xảy ra cho đơn vị. Vừa mờ sáng thì có tiếng nổ vang lên ở bên đồi 196. Bữa nay bọn Pol Pot tập kích sớm và rất nhiều, đạn nổ liên tục. Tôi ngó sang đồi 196 thì thấy khói bốc lên mù mịt ở trên đỉnh. Tôi lo vì địch đã bắn trúng đỉnh đồi mà bên đó thì không có hầm. Quả vậy, chừng một tiếng sau thì có điện từ B196 sang báo là địch đã bắn trúng một quả ngay mép đồi. Anh sĩ tiểu đoàn phó đã bị thương và một người lính của C-10 hy sinh. Rồi trung đoàn đã điện cho rút quân về hết. Mừng quá, C-9 rút xuống chân đồi, rồi đi tới đồi 196, chờ tiểu đoàn xuống để cùng về. Trên đường trở về, thì anh lừng dê phó, lệnh, đề nghị anh em hãy lộn nón lại để mà đội, để địch không thấy ta mà bắn. Vì lính K-3 của tôi, đội toàn nón của lính bạn. Nón này có màu vàng, Đội gặp mưa nắng, nón bay màu trở thành màu trắng, lộn lại mặt trong vẫn còn màu vàng. Một Pot đứng trên đồi sẽ không thấy trắng mà bắn theo. Đi cách đồi trường 3 số thì tiểu đoàn lệnh cho C9 nằm lại phục để phòng địch bám theo. Ở ờ, cho tới gần chiều thì mới được về. Về đến đơn vị rồi, mọi người mới thấy thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo âu hồi hộp nữa. Tộc kết lại, sau mấy ngày đi lên 196, quân ta bị thương tử hết 8 đồng chí. Từ lúc này, lính ta đổi lại tên đổi, gọi là đổi một đổ máu. Đã bước sang tháng 1 năm 1985, gần Tết rồi. Thời tiết ở đây rất lạnh, môi ai cũng nứt nẻ hết. Tình hình giờ cũng căng, không còn được yên ổn như lúc trước. Cứ nghe tiếng súng đạn nổ ở đâu đó vì đụng trận và tập kích. Khoảng chừng 4 giờ sáng hôm đó, tôi đang trực chiến, bỗng giật mình vì tiếng đạn nổ rền vang liên tục từ đồi 107, D9, E31, rồi có lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu từ C. Cả đơn vị đều vào vị trí chiến đấu. 4 rưỡi thì điện từ sư đoàn vào K3, chuẩn bị đi chi viện cho D9, E31. Trời, từ Sở An Tiếc, nơi đóng quân của C9, cách D931 gần tới 20 cây số, phải chạy bộ để chi viện. Đơn vị tôi chuẩn bị lên đường thì trung đoàn điện nói là khỏi đi, vì D9E31 xong rồi, địch đã chiếm được một c rồi đốt trại lấy vũ khí xong là đã rút. Tiếng súng đã êm, không đi chi viện. Đến 9 giờ sáng thì toàn bộ chỉ huy của C, D, E của 812 ra E31 rút kinh nghiệm trong trận đánh vừa qua. Tôi về trung đoàn 31 thì đây là một đơn vị chiến đấu mạnh nhất đánh đâu thắng đó. Hiện là đơn vị cơ động cho mặt trận. Một bốt nghe tới E31 là phải sợ. Vậy mà giờ là bị đánh chiếm. Quả là điều bất ngờ. Anh Mai, sau khi đi 31 về họp, toàn C rồi lại phổ biến tình hình của C. Trung đoàn 31 do chủ quan chuẩn bị đi đánh địch nên đã liên hoan ăn nhậu để hôm sau khi đi đánh đêm đó lính gác phát hiện có tiếng địch bám vào đơn vị báo cáo lên C nhưng vì chủ quan cho rằng làm sao mà dám đánh vào thế là 4 giờ địch đánh một trận chiến dữ dội ngoài bắn vào trong bắn ra do thực lực yếu hơn nên ta phải rút bỏ lại đơn vị 12 đồng chí hy sinh trong đó có một xe phó. Trong ngày hôm đó, có lệnh từ trung đoàn cho C9 đi tác chiến đón đường rút của địch. Kỳ này là anh bá xe phó hậu cần vừa đi phép và phụ trách chung. Đợt này Điều và em đi. C9 lên đường với 30 tay súng. Bốn ngày trôi qua, bộ phận tác chiến trở về, anh bá báo cáo về trung đoàn là đi không phát hiện được địch. Thằng em và điều kể lại Thật là hú hồn Đi được một ngày thì phát hiện ra đoàn quân của Pol Pot Đánh 31 trên đường đang đi Đông ơi là đông Trên thằng trăm thằng Có cả pha ra nữa Anh bá vội vàng lệnh rút trong im lặng Nhẹ nhàng Rút sâu ở trong rừng Và nằm lại không đi đâu nữa Cho tới ngày về Phải rồi Trong cuộc chiến ta phải tùy cơ ứng biến Sáu hôm sau, thì tôi cùng anh em C9 đi chốt đường để lính trung đoàn 31 kháng anh em đã hy sinh về nghĩa trang sở Đại an tiếc của trung đoàn 812 để chôn cất. Trung đoàn 31 cũng có nghĩa trang dã dạ chiến nhưng không chôn phải cáng về nghĩa trang của 812. Tôi ngồi sâu ở trong rừng cảnh giới, nhìn thấy anh em 31 cáng những đồng đội hy sinh trong cuộc chiến, tôi cảm thấy nao nao ở trong người. Cuộc sống đó cái chết đó không biết là ngày nào ở đất ca này trong đó là những chàng trai chưa hề biết mùi đời nghe nói tôi con gái là đỏ mặt tôi chưa có người yêu họ đã hy sinh khi vừa mười tám đôi mươi từ lúc trung đoàn ba mốt bị thì toàn dê của tôi đã thay đổi lại giờ trực chiến ba giờ sáng là ra giao thông hào hết chứ không còn 4 giờ như lúc trước nữa. Không dám lơ là trong khâu cảnh gác. Sắp đến Tết, lúc này toàn sư đoàn đang bắt đầu trong giai đoạn đi chiến dịch K5, đánh Pol Pot ra khỏi đất nước Campuchia, đưa dân vào tận biên giới làm đường, phá rừng để quân ta cài mìn dọc theo biên giới. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, thì K3 được lệnh là không phải đi đánh chiến dịch, mà là đi bảo vệ dân để dân làm đường lên biên giới. Khi nào tới biên giới thì đóng chốt luôn. Còn K2 và K1 cùng trung đoàn sẽ đi chung với sư đoàn đánh vào chỗ tổng hành dinh Pol Pot ở Cao Mê Lai. Mọi người trong C đều mừng vì không đi chiến dịch. Ngày 27 Tết, K3 có lệnh đi lên Ta Cô, ở đó chờ dân vào. Năm nay toàn sư đoàn sẽ không ăn Tết vì đã đi chiến dịch cả năm. Lần đi này không có ấn định ngày trở về vì sẽ đóng chốt ở biên giới nên mỗi xe chỉ để lại mấy đồng chí ở giữ đồ cho đơn vị còn lại là đi hết. Vậy cả tiểu đoàn có chừng 20 đồng chí ở lại sẽ dễ an tiếc. Kỳ này cả tiểu đoàn đi rất phấn khởi, vui vẻ hơn như là lúc đi đổi 196 vì được đi bảo vệ dân, được gặp một con gái Campuchia, đó là mong đợi của lính ta nhất là những người lính quanh năm ở trong rừng đoàn quân K3 lên đường đi taco vào ngày 29 Tết tới trung đoàn thì C9 tôi vào ở trong đơn vị tăng gia của trung đoàn xe tăng gia này toàn là anh em thương binh nhẹ chưa đủ tiêu chuẩn để về nước nên ở đây làm công việc nhẹ để chờ ngày về chính sách đêm cuối năm 1984 đón giao thừa lần thứ hai trên mảnh đất ca này Tôi không thấy bồi hồi cảm xúc như năm rồi. Chắc có lẽ tại đây năm nay không ăn Tết vì đi chiến dịch, không tổ chức liên hoan. Tuy nhiên, tâm trạng tôi cũng rất nhớ quê hương, nhớ gia đình. Một tôi được phát cho hai cục kẹo, một gói thuốc mai và một cây kem đánh răng hiệu bích đào. Kem này lính ta gọi là bít đầu, vì bên trong đã khô cứng, không còn nặn kem ra được. Đó gọi là quà Tết từ quê nhà gửi sang cho chiến sĩ ăn Tết. Bảy giờ tối đêm giao thừa, trong thời điểm này, các đơn vị của trung đoàn đang đi chiến dịch, anh em đang nằm rừng chờ ngày đánh, thì ca ba được cái là không đi đánh, nên tối hôm đó, C đã tổ chức cho anh em họp lại để gọi là văn nghệ đón xuân, lấy tinh thần mà bước vào nhiệm vụ mới. Mấy anh trong C đã chạy đi mượn được bộ cây đàn guitar chỉ còn được 5 giây đưa cho tôi tiếng đàn hòa lẫn với tiếng gõ trống trên cái thau của anh nuôi nghe cũng đỡ buồn ngủ rồi từng anh ra đứng ở trước hàng quân đang ngồi để hát tay cầm cái lon thịt hộp mà tưởng là micro đứng trước sân khấu mà hát lên tiếng khàn khàn giọng thanh tao những tiếng ca của người lính xa nhà xa quê hương được vang lên trong đêm khuya làm cho ai nấy đều háo hức, không còn nhớ là đang ở đâu, chỉ biết hiện tại giờ này đang rất vui, đang ca hát mà không để ý đến cái chết đang chờ vào ngày mai. Hết tân nhạc, rồi tới cổ nhạc. Các anh ở miền Tây ca sao mà mùi mẫn hay quá, nhất là cái món đàn sáu câu vọng cổ bằng miệng của Dũng Sói quê ở Đồng Tháp, rồi Thành ca hai câu vọng cổ bắt trước như út trà ôn thật là độc đáo còn anh lợi khùng nữa anh có một giọng ca như là thanh kim huệ vậy bản vọng cổ nào của anh cũng thuộc lòng hết mặc dù anh không biết chữ mỗi một người lính đều có cách tài riêng của mình đêm đó đem ra cho anh em thưởng thức hết chỗ tái văn nghệ cây nhà lá vườn thật vui thật ấm cúng làm cho tôi đêm đó hào hứng không kém Nhạc cổ đàn giáo trọi từ 5 giây cho tới khi chỉ còn 2 giây. Cái thau của anh nuôi cũng bị lụng và móp méo hết. Dây đàn và thau chịu không nổi với sức sống mãnh liệt của người lính xa nhà trong đêm cuối năm. Đúng 12 giờ đêm thì mọi người đều im lặng để C mở radio lên nghe lời chúc mừng năm mới của vị nguyên thủ. Thế là tôi đã đón thêm một mùa xuân nữa ở trên đất ca này. Một mùa, mùa xuân đầy khói lửa, hy sinh của đơn vị năm 1985. Sáng mùng 1 Tết, C9 được tiểu đoàn phát hai cân thịt heo muối được gửi từ quê hương sang để ăn Tết. Thế là mỗi người được chia hai cục thịt mỡ mừng xuân. Cũng mừng vì đã có quà. Trong ngày, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Không khí ngày Tết khẩn trương để bước vào nhiệm vụ mới. Sáng mùng 2 Tết, cả đơn vị lên đường hành quân. Nhiệm vụ của C là đi luồn trong rừng, cách nơi dân phát 500 mét, cảnh giới, tuần tra và chờ dân phát hoang cây rừng mở đường. Hễ dân làm tới đâu, thì C đi tới đó để bảo vệ. Còn C11 thì đi ở phía rừng bên kia, cũng như C9 và C10. Tiểu đoàn bộ đi theo con đường dân đã làm để bảo vệ trực tiếp dân. Lần đi này cũng như là đi tác chiến cũng tăng võng, cũng ngủ rừng không nhà cửa. Chỉ có cái là không phải ăn cơm gạo sấy, lương khô. Đi đến đâu, anh nuôi nấu cơm đến đó. Khi rừng quân nghỉ qua đêm, thì các B chia nhau làm ba hướng để cảnh giới. C và trinh sát, thông tin nằm ở giữa các B. Còn A cối tôi cũng nằm ở gần C1, nơi trống không có cây lớn. Tôi đến, A cối tôi phải gác vì đã ở giữa đội hình tôi treo võng lên cây và đắp tấm tăng lên mà ngủ, mặc sương gió. Cứ như vậy, và ngày qua ngày, lúc này tôi không còn biết đến ngày tháng ra sao nữa. Luồn sâu ở trong rừng, qua suối đi mãi. Lúc này thì dân đang ở phát rừng phía sau xe chín. Thỉnh thoảng các bê bắn được mang rồi ra cho xe làm thịt, nấu cho anh em ăn cũng đỡ. Còn nếu tới suối thì lội xuống mỏ ốc, hến đem nướng ăn. Lần đó, bắn được một con trâu rừng thật lớn, cả xê ăn không hết, vì thịt dai quá. xê cho lính đem ra dân đổi lấy thuốc hút, cá khô về chia nhau. Thấm thoát, đi được chừng 10 cây số. Hôm đó cũng như mọi ngày, các bê đi trước để mở đường, thì một tiếng nổ thật lớn vang lên. Bị min rồi. Y tá chạy lên. Dũng quê ở Đồng Tháp, lính 82 đi đầu vướng KP2 đã hy sinh tại chỗ và Thành đi gần nên cũng bị thương rất nặng. Mọi người lên cảnh giới không dám sơ hở. Tốt cảnh giới địch tốt đốn cây cột võng để cáng Thành về trung đoàn liền. Về đến bệnh xá trung đoàn thì Thành cũng hy sinh. Vậy là mới mở màn chiến dịch K5 để bảo vệ dân của C9. C9 tôi đã hy sinh hai đồng chí đơn vị tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vì Pol Pot đã bắt đầu phá hoại để dân không làm đường được. Giờ thì dân đã làm đường gần tới đồi 169, cách ta cô chừng 12 cây số. C11 và tiểu đoàn bộ mở đường lên đồi nơi đóng quân ở trên đó để bảo vệ điểm cao để dân tiếp tục phá rừng làm đường đi tới. Thế là C9 không còn luồn sâu ở trong rừng mà ra đóng quân dọc đường dân đã mở xong. Ở một chỗ, cứ mỗi buổi sáng là các bê đi thông đường rồi chốt lại ở trong rừng, cảnh giới cho dân phát. Đến chiều dân về thì mới rút quân trở về chỗ cũ. A cối tôi ở sát đường chỗ bãi đất trống rồi đào một cái hố để đặt khẩu cối 60. A cối không phải cực khổ như các bê, không phải đi chốt đường, không cảnh giới vì phải trực chiến với khẩu cối thành ra cuộc sống của tôi tương đối an nhàn không phải làm gì cứ mỗi buổi sáng bọn tôi ra ngồi trên cây bằng lăng đã bị đốn để ngắm con gái campuchia lâu lắm rồi tụi tôi mới được thấy con gái toàn là những công chúa lúc này tôi thấy em nào cũng đẹp cũng rực rỡ mặc dù đây là những người con gái chính gốc đen phục phịch đẫy đà với những vòng một đồ sộ bọn tôi nhìn em đắm đuối muốn rớt trong mắt luôn tí nữa thì quên là mình đang làm nhiệm vụ ở đây dân vào làm đường rất đông cả mấy trăm người trai gái lớn bé gì cũng có trong số đó hơn phân nửa là dân việt nam đang sống tại campuchia chủ yếu là ở phnom penh thậm chí có cả người việt nam vừa mới sinh sống ở campuchia thì đã phải vào đây để phát rừng Họ nói sau khi đi về thì sẽ được nhập khẩu. Mỗi người đi là 3 tháng, đây là nghĩa vụ của người dân Campuchia, nên đa số dân đi phá rừng làm đường là những người đi mướn lấy tên của những người giàu. Nhờ ở sát đường nên tôi đã quen được một người dân tên Sơn, sống ở Campuchia này cũng lâu. Tôi và Sơn đã thân thiết với nhau. Sơn cảm thông được nỗi khổ của lính, nên ngày nào đi làm ngang cũng cho tôi cá khô thuốc hút và cùng chia nhau anh em sống. Từ lúc đóng quân dọc đường, cuộc sống của lính cũng đỡ khổ hơn là lúc đi luồn rừng. Vì mọi người không phải ngủ võng nữa. Được ở một chỗ nên lính ta lấy cây cột lại rồi phủ những cành lá lên để làm cái tròi dã chiến. Tối ngủ chỉ cũng đỡ mùa sương. Tuy nhiên, ở đây lại khan hiếm nước. Mỗi ngày chỉ được 2 lít để uống. Không ai được tắm rửa gì cả cứ khoảng một tuần thì được thay phiên nhau theo xe chở đồ cho dân đi về ta co để tắm rửa và giặt đồ. Có nước uống thì ba ngày có xe nước chở tới tiếp tế cho đơn vị. Vì không có đồ chứa nên em đào đất xuống một cái lỗ rồi trải tấm tăng ra để chứa nước hoặc dự trữ trong cái gùi. Nhờ vậy mà tiêu chuẩn mới được 4 lít một ngày. Nên mỗi sáng ngủ dậy có nước để rửa mặt cho sáng sủa để nhìn mấy người đẹp Campuchia. Cuộc sống êm ả à đang dần trôi thì sáng hôm đó Pol Pot đang ở xa lắm tập kích vào đội hình hướng B1 đang chốt tiếng cối và B45 nổ rền vang tôi điều và em vội chạy xuống cầu cối điều quay nòng súng hướng về tiếng bắn của địch chỉnh tầm tôi thì lấy đạn cối gắn liều thuốc phóng vào đuôi đạn và đưa cho em. Em một tay cầm đạn, bỏ vào nòng cối. Còn một tay thì cầm đạn tôi đưa. Cứ như vậy mà bắn. Tiếng đạn cối nổ là chát lỗ tai. Lúc này hướng của B1, súng trung liên và B40 cũng bắn trả pol pot dữ dội. Cả khu rừng rung rinh dịch chuyển. À cối tôi bắn một hơi, hết 20 quả. Thì tiếng súng của địch đã êm. Chắc bọn pol pot đã rút. Từ ngày vào lính, lần đầu tiên tôi được bắn cối 60 cũng đã thật. Bỏ đoạn cối vào nòng, đạn kêu cái ton và bay lên. Cứ bắn mỗi trái cối là bàn đế cối lại lún xuống đất một chút và điều chỉnh lại tầm bắn. Trừng bắn xong trận thì cối 60 đã lún xuống mất cái đế. Bọn tôi phải đào đất để lấy cái đế cối lên. Xong trận tập kích, C đi kiểm tra lại anh em. Không có ai bị gì, cũng may. Một tháng trôi qua một tháng ở rừng không nhà cửa, nay đây mai đó, kể ra cũng thú vị. Và một ngày trong tháng 3 năm 85, hôm đó tôi được anh bá, xê phó, lúc này đang phụ trách chung, gọi lên. Vì anh Mai đã đi phép, anh bá nói với tôi, mặt trận mở khóa đào tạo sĩ quan, tôi thấy đồng chí được, tôi đề nghị đưa đồng chí đi học. Vậy sửa soạn ba lô rồi, về ta cô, tập trung tại trung đoàn, đưa đi về sư đoàn Cả ba chỉ có một mình đồng chí thôi đấy. Trời, tôi đi học sĩ quan, tức là sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội.